Hi, Nguyên chào cả nhà. Hồi nãy giờ đáng lẽ là Nguyên từ sớm, mà nay trường học của gần ở nhà Liên ra chú ý họ nhạc ồn lắm, Liên không có quay được. Hôm nay lâu lắm mà Liên cũng không có thăm cái vườn của Liên ha. Này quay chút cho vui nha, tại vì có những cái cây nó lên màu đẹp quá, cả nhà cùng ngắm với Liên nha. Rất là vui. Thật ra Liên không có chăm sóc cây lắm, cỏ thì lên tới đầu luôn. Nhưng mà có những cái màu cây Liên cần quay cho cả nhà coi á, nó rất là đẹp. Liên nói đây là cái cây ma, hình như là Madiras. Thì Liên trồng cái cây này nó mấy năm rồi, thân cũng to cao rồi. Đó, để Liên quay cái này phải có cái bàn xoay ha, nhưng mà Liên muốn share với cả nhà là tại vì Liên đang thuần cái cây này ở sân trước nắng lắm. Chết rồi. Sao mọi người không thấy được ha? Bị che là để Liên qua đây nha. Đây là sân trước của Liên. Ai coi sân đá thì cũng biết đây là cái sân trước của Liên nha, để Liên nghĩa ra. Đó. Cả nhà thấy sao? Đây là cái cây Madiras của hiện tại thì Liên biết là ở nhiều mà nước có lắm. Tại vì những cái sen này nhập á, nếu mà cái màu đẹp á thì mọi trên thế giới đều nhập, thật sự Liên nói vậy. Nhưng mà lúc mà Liên biết nó mấy năm về trước thì nó thật sự nó nằm ở local mình có ha. Nhưng mà cây này thì nó variegate thì nó có trước những cái đời va như là pinkwick luôn. Nó rất là đẹp. Cây này phải 3-4 năm. Nó trước Medusa. Một thời nó rất là hot với Medusa, Liên rất là mê ha. Mà Liên đã collect Medusa rồi. Thì cây này nó cũng có đột biến, nhưng mà Madiras Liên còn chưa collect được cái Madiras mà đột biến nhiều ha. Này màu xanh của nó nè. Thường thường cái chậu này thì mấy bữa trước mà nắng Liên để ở dưới lưới nha. Nó hơi xấu, nhưng mà Liên sẽ quay cái lưới của Liên đằng kia ha. Liên để ngoài nắng được luôn á. Mỗi năm Liên để ngoài nắng, nhưng mà lúc mà cái cây mà mình mới thuần á, mình để ngoài nắng nó không có đẹp vậy đâu cả nhà hiểu Liên nói không? Thì nó một thuần vài năm á, nó nằm trong đây á, thì nó mới tốt gì nè. Thì hiện tại đây là những cái đầu bông ha. Những cái đầu bông của nó màu nó đậm lắm cả nhà, mà nó đỏ tươi. Liên đang muốn cái cây đột biến á, Liên có một cái nhánh nhỏ, Liên muốn cái lớn mà Liên nào Liên collect được Liên cho mọi nhà ngắm nha. Thì ở đâu họ cũng có chơi cái loại này hết. Hồi đó Liên có nó, sao Liên hỏi sao mà nó mắc một nhánh mà tới mấy chục đồng. Bây giờ Liên mới biết là tại nó va nó gây ha. Thì mình chơi lâu mình tìm hiểu tới nó nhiều. Nhưng mà được cái là tại vì lúc nó mình không có đi nhập hàng ở nước ngoài vô, ở Mỹ này mình có thì mình thấy nó đẹp. Hiện tại thì lâu lâu ở mấy cái nursery của Mỹ mình ở đây vẫn có cái này, nhưng mà nó không có lên màu như vậy đâu nha cả nhà. Cả nhà sẽ thấy nó không không có sặc sỡ như vậy đâu. Thì lúc mình trồng á, mình thuần một thời gian á, nó mới lên màu như vậy nè. Chứ lúc mới mua mình chỉ thấy nó đã đỏ thôi, mình không có nghĩ nó vanilla nữa. Lúc đó mình tìm hiểu nó mới quá đó. Nhưng mà bây giờ nó quá đẹp ha cả nhà ha. Để Liên đi quay cây khác nha. Nãy giờ nói tới cái cây này hoài. Cây này Liên định thay chậu đó. Đây là cái đó nó chùm rồi ha. Nó đã mất cái cây đầu của nó màu hồng bên kia nữa nè. Nó có thể màu va màu hồng rồi đó cả nhà thấy không? Lâu lâu ngắm kỹ chút nha. Thường thường Liên sẽ để cái màu cái đồ xoay đó, nhưng mà tại Liên để sân trước á thì nên Liên không có để màu xoay nha cả nhà. Cái này rất là đẹp nha, Madiras. Thì Liên biết cái nào Liên nói cái đó. Các nước luôn đều có cái này, nhưng mà họ không biết nhập, họ không biết nhập từ đâu nha, thật sự Liên không biết luôn. Nhưng mà theo như Liên không biết á là Korea họ cũng có cái này, nhưng mà không không biết là họ tự va hay là họ nhập lại ha. Còn ở đây thì Liên biết cái lúc mình đời mới ra là nó dài năm là ít nhất. Rồi mình bỏ qua cái này đi.
mình sẽ đi thăm những cái em, những cái em local hay là em nào lên màu ha. Vườn của Liên thì Liên không có chăm sóc nha, thật sự luôn. Mấy nay là Liên bận đi quay cho mọi người đó. Có chỗ nào bán cây Liên là đó, đó là cái chậu của Liên ha. Liên để ngoài nắng chơi vậy đó, tới mùa hè thì Liên sẽ bưng nó vô ngay cái máy lưới hồi nãy Liên đã nói ha. Thì sân Liên cũng cỏ không. Thấy không? Liên đã làm ở sân sau nhưng mà Liên muốn quay cho mọi người coi có những cái cây nó lên màu. Như cái cây màu nâu này bữa Liên lấy thì nó hơi xanh xanh ha. Liên muốn cập nhật cho mọi người biết là nó màu nâu, nâu đỏ ha, cái gân nó nâu đỏ nha. Mọi người thấy cái lá đẹp không? Đó, là Liên sẽ quay ở sân sau cái vườn, nó có mấy cái cây mà của Korea ha. Korea cũng có cây này. Nhưng mà cái cây này mọi người nói là nó nắng nên nó mới đẹp, mà đúng thiệt Liên phơi nắng từ bữa giờ. Liên muốn để ở ngoài nắng luôn, Liên sẽ để cái sân đằng kia kìa. Để Liên coi coi cái nhiệt độ của nó chịu được nắng không. Nhưng mà nếu mà nó chịu được nắng thuần thì rất là đẹp. Cả nhà thấy nó va đẹp không ha? Hiện giờ Liên đang quay buổi chiều. Liên định quay buổi trưa nắng gắt luôn cho mọi người coi. Cái trời nó nắng lắm đó, mà điều bên trường học nó mở nhạc nên Liên không có làm được ha. Không quay được. Đỏ chót, đỏ chót luôn. Rồi, có những cái Liên cũng rất là bận, nhưng mà Liên có hai cây luôn ha. Cả nhà thấy nó nâu đỏ đẹp quá ha. Cái này rất là lạ nha. Thì chưa tới cây. Cái cây này Liên nói là cái nhà bảy màu á, mà mùa lạnh nó sẽ xấu đi ha. Bây giờ nó đang lên lại đó, thịt nó chắc. Cinderella bên kia, còn kia là em nhung xanh ha, lần nào Liên giới thiệu. Vườn của Liên thì nó tơi tả lắm. Nhưng mà Liên cũng sẵn cập nhật cho mọi người ngắm chút xíu thôi. Bữa Liên dọn vườn lại thì quay tiếp ha. Đây là khô hết trơn rồi nè. Cái cây này là cái móng tím của Liên á, năm nào Liên cũng nói là nó màu tím hết. Cái này nó còn tím nữa đó cả nhà ha. Cần này là ngọc bích á, mà loại lá xoắn á. Liên có màu vàng, còn cái cây này nó dẫn xoắn thành màu màu đỏ nha. Hiện tại giờ mọi người thấy cái lá này là nó thiếu nước. Liên khoe với mọi người là cái cây này Liên chỉ mua đúng một nhánh thôi. Tại vì Liên có màu vàng mà nó không có đỏ như vậy. Cây này nó đỏ nữa, nó giống như cúc. Thì năm nay em ấy đã lớn rồi, Liên trồng lấy giống cho vui thôi. Cái này là hybrid nha, những chỗ khác không có đâu. Là ở đây họ mix cái cây này với cây nào nó ra cái cây đó. Cái này là thiếu nước, không đẹp lắm. Nhưng mà Liên đứng lên nha. Khoét của Liên ha. Phơ tím này kia nữa. Nhiều cái bắp cải ha. Chiều tà rồi cả nhà, chắc 6-7 giờ rồi. Liên cũng sẽ vô cỏ không mà không có đẹp. Đi ra sân sau ngắm với Liên nữa nha. Đây nè, cây này nè, cháy nắng nè. Nhưng mà Liên phải dưỡng từ đầu lại cháy, cháy, cháy. Ủa, cái giống này nó tốt lắm nè. Thì đây là những cái bắp cải lên màu á, Liên sẽ cập nhật lại ha. Còn đây là gọi là màu đen á, black row mình ở đây á. Em bé tức con nè, black row này khó mọc lắm. Nó đen mung mà, thấy không? Bên kia nữa ha. Đây, Liên, tội nghiệp Liên không? Liên có việc quá, Liên không có lo cho mấy cái em cục cưng của Liên lâu lắm rồi ha. Giờ anh thầy bu hết rồi. Còn cái em này là Festa nè, là Vadagay đó. Liên đang thí nghiệm mấy cái cây va ở sân trước của Liên ha. Ta-ta. Ồ, cái cây này cũng va mà Liên cắm ở đây ha. Còn cái cây này là biết
bang Valley đó cả nhà. Này là thiếu nước nè. Người ta trồng nó tốt lắm, người ta thiên liên trồng là nó có màu mà nó không đẹp. Nó không có. Để mai mốt Liên thấy cái này Liên collect nha. Tại cái mấy cái này giống hiếm, hiếm gặp. Em bé ơi. Bên kia cũng đầy luôn cái jelly bean của Liên. Mình xin giới thiệu đây là cây sunbird của Liên. Màu hồng đẹp ha. Half moon ha. Xanh lè ha. Bự ha. Rồi đi ra nhà sau nha cả nhà ơi. Cả nhà Liên quay quá không tưới cây, không chăm sóc mấy em nữa đó. Mấy em co lại lá khô rồi cả nhà. Người ta nói cái này quay quýt mà lá tròn, mà mình trồng hồi cũng chẳng biết phải quay quýt hay là pin quýt nữa. Ở đằng kia cũng là pin quýt nha. Này là mình gấp gấp lá, này là cây đột biến của mình. Này lên màu rồi. Còn cây này là mới nè. Quay quýt hay pin quýt. Quay quýt hay pin quýt. Đẹp quá ha. Cái này còn có chút xíu nắng là mờ ha. Cây này Liên sẽ sang chậu ha. Hồi đó không có rễ, bây giờ có rễ rồi mà em ấy cũng đẹp lắm. Bây giờ mọi người đi ngắm mấy cái cây sơ sơ với Liên chút xíu thôi, rồi Liên sẽ trở lại vị trí cũ. Lúc nào mà Liên soạn cái vườn xong á cả nhà, Liên muốn quay lại cho cả nhà coi mấy cái màu mà Liên đã trồng lên màu ha cả nhà ha. Đây là em ếch. Ếch ngồi đá giếng. Anh Chính hay nói cái cây kia nó kêu hoài. Chắc bị Liên đè tay xuống. Em này thì xanh lắm nha, mà tại nắng hơi vô. Em này đặc điểm là cái gân màu tím nha cả nhà, cái chóp đó, cái hình đó, nó sẽ xòe ra như vậy màu tím, nên em rất là đẹp. Liên vô cốc ha. Để Liên lại Liên chỉnh cái cây kia. Có chị mà nói với Liên á, là nếu có cây mà Liên lúc collect dễ dưỡng á, thì quay thử cho mọi người coi ha. Cái cây này là nó hoàn chỉnh là cả nhà ha, nhưng mà vẫn vậy thiếu nước ha. Thì đây là cái cây mà Liên collect từ khô cằn cỗi. Ồ, cái cây kia thiếu nước quá kìa. Magic go phải đi tưới nước. Thì đây đã mọc lá nè cả nhà. Một cái cây khô queo à. Này lá con nè, nhưng mà vẫn thiếu nước nha. Cái này phải dưỡng vô mát thì em ấy mới mau mọc lá hơn ha. Để Liên sẽ dưỡng vô mát. Có nhiều cây Liên hơi bận đó, đâm ra hơi hơi gọi là cái gì đó, không lo cho mấy em nhiều quá đó ha. Còn cây này là Liên có từ bên Li Chun ha, là lúc mới nó xanh lắm cả nhà. Liên nói cái này chút xíu, đó là Liên bưng xuống nhưng mà Liên muốn quay luôn đi ha, lỡ nắng nó màu đỏ. Trời đang sập tối đó cả nhà. Đỏ ơi là đỏ luôn cả nhà thấy không? Nó đỏ màu bóng lắm. Thì giống như Halloween nhưng mà nó có va ở đây là sập rồi cả nhà. Nhưng mà cái va này Liên còn đang trong quá trình mà mình chơi nó, mình tìm hiểu nó đó. Thì Liên rõ ràng là Liên thấy cái va ở phía sau sọc, chứ không phải va mà va sọc giữa ha, Liên có được ha. Lúc mới nó xanh đó, họ cũng không cho mình cái tên luôn. Ở cái nhà vườn họ nói là giống mới thôi. Thì Liên trồng, Liên có thấy cái hàng va nó nằm đây. Va thường thường người ta nói sọc ở giữa là va nổi hay va chìm. Này va mặt sau ha, nó sọc phải nhiều rõ hơn. Có khi hấp mua thì tùy theo mình trồng. Mà cái cây này hồi đó nó xanh lè,
mà bây giờ Liên nó xanh như vậy nè. Mà Liên đã trồng nó lên màu rồi, như là Liên cũng chưa có tỉa tóm nó. Thì bên này mặt xanh Liên sẽ quay ngoài nắng ha, thì em ấy sẽ thân màu thôi. Đó. Đẹp không? Bự lắm á, bạn này bự lắm. Đây là cái sọc vàng của em ấy đây. Halloween đó. Em ấy bóng lắm, mà đen ha, mặt trước rất là đỏ nha. Cái này mặt sau đi xoay một vòng nữa thì cả nhà thấy nó đỏ chót. Đó, đỏ, cái là đỏ ha. Thì Liên quay lại, sẽ quay hướng đó ha. Mấy em xương rồng này là không có tưới nước, thiếu nước trầm trọng mà em ấy nở hoa ghê hồn. Cả nhà ơi, Liên thật sự mà nói là Liên bị hơi bị bận đi quay á cả nhà. Cái cây Liên không có chăm sóc, nhện nhà Liên nó lộng hành everywhere. Đây là Halloween nè cả nhà. Và the gay nè, đó Liên nói cái va ở giữa sọc đậm là nó phải như vậy, nó gọi là va nè cả nhà. Cái kia nó va nhưng mà nó còn thiếu cái gì đó. Đây là cây khoét Halloween ha, nó đỏ lắm. Cây này Liên hồi đó bản cũng vừa thôi mà Liên trồng nó lên rồi đó cả nhà. Sơ sơ thôi ha, để bữa nào Liên sẽ nhện chín quay kỹ lại cho cả nhà cùng ngắm với Liên nha. Đây là cái cây này nó mới về chưa tỉnh ha, thì một thời gian nữa nó tỉnh mà lá nó nhỏ, nó bóng đỏ lắm cả nhà, rất là đẹp. Có vẻ em nấy này bị thiếu nước nè. Trong lúc vận chuyển á, mình đã làm gãy chút xíu, đau lòng ha. Thôi giờ lỡ rồi mình phải giữ thôi. Hồi đó em ấy rất là đẹp. Cũng không thấy đâu. Đây bông hồng mini đã tỉnh rồi. 1000 đó hồng nhí 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 nhí. Đây giờ đẹp quá cả nhà ơi. Đây nó nắng lên nè. Cây này thì Liên cũng có lâu rồi, bự luôn. Halloween cũng không phải va, nó là lợi, nó có sọc đó, bự lắm nha. Cây này uốn éo uốn éo. Cây này thiếu miếng nước. Đẹp không cả nhà? À đây nữa nè. Cây này nó đẹp lắm, nó giống như chiếc cup vậy đó. Cái bảng nó rất là đẹp. Mà Liên xoay nó qua bên này rồi, để bữa nào quay lại nha. Ta ta, đẹp chưa? Đỏ chắc, đỏ chắc. Halloween nữa đó cả nhà. Em ấy nè, em ấy đây nè cả nhà. Thấy không? Liên cho cả nhà thấy là em ấy xanh nó như vậy, em ấy nó lên màu nó như vậy đó. Rồi cây này là Big Ben Watergate nè, ở giữa nè. Ta 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 ta. Cây này thì Liên trồng hơi yếu, nhưng mà nó trồng hơi dở, nhưng mà nó lên màu rồi. Ta ta. Cây này đẹp không cả nhà, xanh rươi rõi. Còn cây này Infantin đang dưỡng. Em này rất là đẹp. Em này bóng lưỡng luôn, nâu luôn. Fiesta. Cây này rất là đặc biệt. Cây này thiếu miếng nước. Cây này cũng thiếu miếng nước. Cây này đô la của mình nè, đô la của Mỹ nè, và nè ha. Cả nhà coi màn nhện kìa. Cả nhà ơi, để bữa nào Liên sẽ bưng ra ngoài cho cả nhà ngắm nha. Tạm thời ở đây đi nha. Hồng giang khoét. Cái này khoét luôn. Cả nhà thấy không? Còn đây là Super Ben Quetted Varagay ha. Bản em ấy nè.
Mình đang thuần ngày mấy nhưng mà mấy đẹp lắm. Căn này quest trên đỉnh đầu. À, hy vọng là liên quay nó đẹp. Cây này cũng Halloween luôn ha. Này đang thiếu nước. Cây này cũng Halloween luôn ha. Cây này là người ta nói nó Garnet hay Hồng Giang ha, nhưng mà Liên cũng thấy Liên trồng nó nhỏ hoài ha. Dạ. Thôi à, chắc Liên hẹn cả nhà dịp khác quay lại nha. Cây này Pinkwood. Pinkwood. Cây này Medusa. Để bữa nào chắc Liên hẹn mọi người dịp nào đó để quay cho mọi người coi ha. Này thiếu nước. Cây này là Medusa nè. Để Liên quay cây này cho cả nhà coi nha. Đây. À, Liên chịu khó bưng ra đây một chút xíu nha. Liên mới làm dàn lưới bên kia rồi. Liên cũng sẽ cây nào mà nó sống ở đâu mà Liên thấy nó lên màu Liên để yên, còn không thì Liên sẽ chuyển trời chuyển cho chuyển chỗ nơi sống nha cả nhà. Không biết là mọi người có thấy rõ không. Bây giờ là chiều rồi, bữa nào sáng Liên quay lại ha. Em ấy hơi bị đổ, để bữa nào Liên chê em ấy đứng lên nha. Đứng lên cho mọi người ngắm nha. Hồi đó em ấy nhỏ lắm cả nhà. Em ấy hơi lớn rồi, Liên nuôi cũng lâu rồi. Cái thân này màu vàng là thân già đó nha cả nhà. Còn thân chân non là cái đỉnh này là em ấy đã lớn thêm chút xíu. Lâu lắm rồi Liên không có quay lại với em ấy đó. Medusa đẹp hơn cả nhà ha. Mà nó giống giống Hồng Giang đó. Bên kia con vịt. Cây này của Liên. Cái gân của nó đỏ quá ha. Nó đang khỏe mạnh, rễ to lắm. Có để Liên khoe với mọi người hai cái cây này nha. Cả nhà ơi, đây ngắm Liên nha. Cái này là chưa có lên màu ha. Thì Liên cũng collect ở bên con Ngân Thái về nha cả nhà. Liên vô cái bình nè cả nhà, thấy đẹp không? Để Liên quay cả nhà coi ha. Cái bình này là Liên cố tình trưng hai mặt nha cả nhà. Mốt em ấy sẽ lên màu. Buổi chiều rồi thì Liên sẽ đi lo việc của Liên dạo vòng vòng nha. Liên còn nhiều cây cho mọi người ngắm lắm, nhưng mà từ từ ha. Thì cái bình nó cao đẹp ha. Đây. À, thêm một cái bình nữa cả nhà. Cả nhà ngắm với Liên nha. Liên sẽ chào mọi người nha. Hẹn mọi người dịp khác nha. Cây này thì mọi người thấy rồi, nó màu đỏ ha. Liên đang thuần em ấy nha, chưa tỉa lá tỉa gì hết ha cả nhà ha. Đây em ấy đỏ chót nha cả nhà. Một màu đỏ lắm luôn. Nhưng mà mới á thì Liên cũng dưỡng cái này hai mặt cả nhà. Này mặt trước hay mặt sau ta. Đó, thì Liên chọn cái bình này nó cũng hai mặt luôn. Cả nhà muốn ngắm bên nào cũng được, các em rùa ló đầu lên ha. Cái này để bữa nào anh Chính sẽ cập nhật quay lại cho cả nhà nha cả nhà. Nắng dữ. Liên
đi vô chậu cả nhà thấy được không? Cây này nó được hai mặt. Cây nhà đi nữa không? Linh có nhiều cây quay cả nhà lắm nè, nhưng mà hết nắng rồi. Nhiều cây lắm cả nhà, hết nắng. Cái này nắng chiều nên cả nhà sẽ thấy không được rõ lắm ha. Đây là những cái cây đẹp lắm nè, Liên đang giấu dưới tại vì nắng quá đó. Cây này lá đỏ của Liên. Cái chậu này hôm qua Liên có tưới chút xíu rồi Liên sấy khô hết rồi, tại vì nó không Liên nó sẽ bị cháy ở nhà. Liên mới phát hiện cái tên cây này là Minima nè, red nè, đẹp quá ha, xanh nè, Medusa nè, Chanel nè. Chanel hát mua đẹp quá ha. Còn nữa kìa cả nhà ơi. Còn nữa nè, thôi bye bye cả nhà nha. Nãy da sắp bờ bơm khỏe rồi ha. Còn nhiều quá cả nhà ơi, cho cả nhà coi hết. Oh no, em này đau chót. Em này vài bữa nữa tỉnh nữa mình quay cho cả nhà coi. Không nhiều đồ quá, mình thiếu nước. Bye bye cả nhà, Liên còn nhiều khoát lắm, coi không hết. Chúc cả nhà vui khỏe ngắm sen với Liên nha. Cái đô la của mình nè, thuần chủng luôn, rất là đã đỏ. Liên có cái cây này nè cả nhà. Đây là cây hát muôn nè cả nhà. Đẹp xỉu chưa?